vua Trần Phế Đế bị phế bỏ, đồng bình chương sự Lê Quý Ly thao túng triều chính, sắp đặt mọi việc trong cung đình. Nhiều tôn thất nhà Trần lo sợ Lê Quý Ly cướp ngôi nhà Trần nên đã bí mật bàn cách để loại bỏ ông. Tuy nhiên, Lê Quý Ly đã từng bước loại trừ hàng loạt quan lại và quý tộc cản trở con đường chính trị của mình. Năm 1387, bây giờ, ngay cả vua cũng bị Lê Quý Ly hại chết. Rồi số phận ta lẽ nào cũng nằm trong tay ông ta hay sao? Thái úy, này Lê Quý Ly đi phao tin trong triều rằng Thượng Hoàng thế nào cũng sẽ lập ngài lên nối ngôi vua. Không biết là ông ta có âm mưu gì đây? Từ trước đến nay, ta luôn là kẻ đứng về phía nhà vua, là cái gai trong mắt ông ta. Nhân cơ hội này, ông ta không tìm cách hại chết ta mới là chuyện lạ đấy. Nhưng ngài là con trai của Thượng Hoàng, lại đang giữ chức thái úy trong triều. Thượng Hoàng dù tin tưởng Quý Ly kia đến đâu, cũng không nỡ giết hại con mình đâu. Hiện nay, vây cánh của Quý Ly đang nhiều. Ta lại không thể dựa vào vua, càng không thể dựa vào Thượng Hoàng được nữa, chỉ bằng cứ lánh hắn đi, chờ cơ hội thì hơn. Bệ hạ đã băng hà được một thời gian, ngôi vua không thể bỏ trống được, phải mau mau làm lễ đăng cơ cho hoàng tử Trần Ngung để triều chính được ổn định. Bẩm Thượng Hoàng, việc đăng cơ của tân vương thật không thể chậm trễ được. Có điều triều định vương Trần Ngung mới 11 tuổi, chưa hiểu biết chính sự, thật khiến quần thần trong triều lo lắng. Thần nghĩ trên triều định vương còn nhiều hoàng huynh tài đức vẹn toàn, ví như thái úy Trần Ngạc. Ngạc nhi, con nghĩ sao? Dạ, quan đồng bình chương sử đã quá lời rồi. Nhi thần tài hèn sức mọn, sao dám mơ đến ngôi cao. Và lại, cả thiên hạ đã biết phụ hoàng cho bá cáo để hoàng đệ Trần Ngung lên ngôi, nay mà thay đổi e làm lòng người rối loạn. Quan thái úy biết từ chối không nhận ngôi vua là người có đức độ lớn. Ngạc nhi suy tính phải lắm. Vậy nay ta phong cho con tước đại vương, con hãy giúp đỡ hoàng đệ hết lòng để cùng làm hưng vận nước. 5 năm sau, năm 1391, đại nhân, thái úy Trần Ngạc trốn rồi. Hắn đang trốn ở đâu? Nghe nói xuôi thuyền ra Vạn Ninh, Thượng Hoàng sai tại hạ đuổi bắt về. Tại hạ phải làm sao đây ạ? Người hãy cho người đuổi theo rồi giết đi. Giết? Giết rồi biết nói sao với Thượng Hoàng đây thưa đại nhân? Người hãy tâu lại với Thượng Hoàng rằng Ngạc đối xử với người trại Vạn Ninh bạo ngược nên bị họ giết chết. Ắt Thượng Hoàng sẽ giận Ngạc mà không truy cứu nữa. Nguyên nhân liệt, người dám? Hành động loại bỏ các tôn thất nhà Trần, đặc biệt là việc giết hại thái. Sau khi mượn tay Thượng Hoàng Trần Nghệ Tông phế bỏ vua Trần Phế Đế, đưa Trần Thuận Tông lên ngôi vua, uy quyền của Lê Quý Ly trong triều đình ngày càng lớn. Đối với những tôn thất quan lại nhà Trần chống đối mình như Phan Mãnh, Chu Bình Khê, Trần Nhật Chương, Lê Quý Ly đều tìm cách loại bỏ. Tháng 8 năm 1391, bẩm đại nhân, có thư mật của Đặng Tất đại nhân và Hoàng Hối Khanh đại nhân gửi từ Hóa Châu về ạ. Triều chính nhà Trần đều do Lê Quý Ly điều khiển. Giờ ta không biết ai mới là vua của Đại Việt, là Lê Quý Ly hay thiên tử họ Trần đây. Quý Ly hống hách chuyên quyền, lại có ý thoán đoạt rõ ràng như vậy mà Thượng Hoàng vẫn còn tin yêu. Hết Dương Nhật Lễ lại đến Lê Quý Ly, mặt vẫn rồi chăng? Trời không thể có hai mặt trời, dân không thể có hai vua. Người họ Trần bất mãn với Quý Ly như vậy, rồi sẽ có ngày họ sẽ cùng chung lưng sát cánh, bàn mưu tính kế với nhau trừ khử ông ta thôi. Các ngài nói như vậy là có ý gì? Dương Liễu, nhiều lời, mọi người ngậm miệng. Đặng Tất và Hoàng Hối Khanh là người theo Lê Quý Ly, chúng ta nên tránh đi thì hơn. Đám vương hầu quý tộc nhà Trần hèn kém bất tài này lại muốn bản mưu tính kế chống lại ta. Hai tên Phan Mãnh, Chu Bình Khuê nhìn bọn quý tộc họ Trần chết dưới tay ta mà chưa biết sợ, vậy thì đừng trách ta không nương tay.
Đại nhân, bây giờ chúng ta phải làm sao ạ? Phải tìm cách giết đi. Hai người ấy là hai tướng quản lĩnh quân Hóa Châu. Giết đi rồi e rằng là... Không phải sợ. Lần này nhớ có Đặng Tất và Hoàng Hối Khanh báo tin, ta mới tiện đường mà xử hết những người chống đối. Sau khi giết Phan Mãnh và Chu Bình Khuê, ta sẽ bổ nhiệm Đặng Tất làm Hữu Châu Phán, Hoàng Hối Khanh làm Chính Hình Viện Đại Phu để thưởng cho họ. Bẩm đại nhân, thế còn Trần Nhật Trương thì sao ạ? Thuộc hạ đã nghe ngóng rồi, ông ta cũng đang tìm cách hại đại nhân. Có cần chúng thuộc hạ xử lý luôn không đại nhân? Trần Nhật Trương thì không cần phải đích thân ra tay, cứ đợi thêm một thời gian nữa. Chỉ cần để cho Thượng Hoàng biết ông ấy mưu giết ta, thể nào Hoàng Thượng cũng cho rằng ông ta có lòng khác mà sẽ trừ khử đi. Nửa năm sau, tháng 2 năm 1392, Trần Nhật Trương, người dám cả gan mưu giết quan đồng bình chương sự Lê Quý Ly, tội này không thể tha được, ta ban tội chết. Thượng Hoàng, Thượng Hoàng vì tên ngoại thích Lê Quý Ly mà đã giết đi bao tôn thất rồi. Xin Thượng Hoàng hãy tỉnh lại đi. Lê Quý Ly là mối họa của họ Trần. Thượng Hoàng, Thượng Hoàng. Trước hàng loạt những hành động của Lê Quý Ly, quý tộc họ Trần vô cùng thất vọng, lo lắng cho Đại Việt năm 1394, thời vua Trần Thuận Tông, quyền lực của Lê Quý Ly ngày càng lớn trong triều đình. Trước hàng loạt hành động của Lê Quý Ly, Thượng Hoàng Nghệ Tông dần nhận thấy âm mưu chiếm quyền của vị trung thần mà mình vẫn tin tưởng. Vì vậy, ông đã tìm cách nhắc nhở bổn phận của Lê Quý Ly với cơ đồ Đại Việt. Trần Kính là đệ đó ư? Đệ muốn nhắn gửi điều gì? Trung gian duy hữu xích trùy hầu, ân cần tiếm thượng bạch kê lâu. Khẩu vương di định hưng vong sự, bất tại tiền đầu tại hậu đầu. Trung gian duy hữu xích trùy hầu, ở giữa chỉ có loài mỏ đỏ. Phải chăng hoàng đệ ý nói Lê Quý Ly? Hai câu cuối lại nói việc nước còn hay mất sau sẽ thấy. Lẽ nào hoàng đệ muốn nói Lê Quý Ly như loài mỏ đỏ đang lăm le lấn quyền của ta, rồi sẽ có ngày hắn tiếm ngôi họ Trần? Có lẽ nào lại như vậy? Trẫm tin tưởng Quý Ly, coi Quý Ly như tâm phúc, có lẽ nào hắn lại làm vậy với trẫm? Nhưng nếu hắn có lòng khác thật thì trẫm nên làm gì đây? Vi thần khấu kiến Thượng Hoàng. Nào, hãy lại đây xem. Ta vừa cho người vẽ lại bốn bức tranh này, gọi là tranh tứ phụ. Đó là những người đã giúp vua khi vua mới lên ngôi. Tranh này ta ban cho khanh. Thần đội ơn Thượng Hoàng. Bức tranh đầu tiên này ắt là vẽ Chu Công giúp thành vương, thưa Thượng Hoàng. Đúng vậy. Xưa kia Chu Công Đán là quan chủng tể của nhà Chu. Chu Vũ Vương phát chết, con là Thành Vương Tung lên ngôi lúc 13 tuổi. Chu Công phải trông coi mọi việc, giúp Thành Vương đến lúc trưởng thành. Còn đây là tranh Hoắc Quang giúp Chiếu Đế. Hoắc Quang giữ chức Đại Tư Mã Đại Tướng Quân dưới triều Hán Vũ Đế. Khi Hán Vũ Đế mất, con là Phất Lăng mới 9 tuổi lên nối ngôi, tức là Hán Chiếu Đế. Hoắc Quang đã một tay giúp Chiếu Đế. Thần hiểu à. Còn bức tranh này vẽ ra Cát Lượng giúp Thục Hậu Chúa. Năm đó Lưu Bị chết, con trai là Lưu Thiện nối ngôi khi còn nhỏ, nên mọi việc nước việc quân đều phải trông cậy vào thừa tướng Gia Cát Lượng. Cuối cùng là một vị đại thần của nước Nam ta, Thái úy Tô Hiến Thành. Ông đã nhận di mệnh Cao Tông, phò vua nhỏ là Long Cán, lên nối ngôi mới 3 tuổi. Thật là những bề tôi trung chính là giường cột của nước nhà. Khanh giúp bệ hạ cũng nên theo như những người ấy. Thần hiểu ý của Thượng Hoàng. Lê Quý Ly thần một lòng vì nước, làm điều gì cũng đặt lợi ích của dân tộc lên trên hết. Xin Thượng Hoàng an lòng. Với mong muốn Lê Quý Ly sẽ một lòng phò tá vua Trần Thuận Tông, Thượng Hoàng Trần Nghệ Tông tiết hàn thực. Tuy có nguồn gốc từ Trung Quốc, nhưng đối với phong tục văn hóa ẩm thực của người Việt, tiết hàn thực mang những sắc thái riêng đậm chất Việt. Mỗi năm vào ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch, người Việt lại làm bánh trôi bánh chay như những món ăn đặc trưng của dân tộc để bày tỏ lòng hiếu kính tới tổ tiên.
Mẹ ơi, đây là bánh gì? Cái nhỏ là bánh trôi, cái to hơn là bánh chay. Có thế mà em cũng không biết. Đúng đấy con, đây là bánh trôi và bánh chay. Tại sao hôm nay lại làm bánh trôi, bánh chay hả mẹ? Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 3, là ngày Tết Hàn Thực. Mỗi năm vào ngày này, dân ta thường có tục lệ làm bánh trôi, bánh chay để cúng ông bà tổ tiên và những người đã khuất. Mẹ ơi, vậy tại sao lại gọi là Hàn Thực ạ? Hàn Thực là tên âm Hán Việt con ạ. Hàn là lạnh, thực là đồ ăn. Hàn Thực tức là đồ ăn lạnh. Thực ra Tết Hàn Thực bắt nguồn từ điển tích của Trung Quốc, là tục lệ của người dân trong 3 ngày chỉ ăn đồ lạnh đã nấu sẵn. Trong 3 ngày đó không nấu nướng để tưởng nhớ tới giới tử thôi trong lịch sử đã có công cứu vua lúc hoạn nạn. Là sao hả mẹ? Ngày xưa, từ rất lâu rồi, có một ông vua nhà Tấn bên Trung Quốc ấy. Ông vua ấy gặp nạn, khi ấy có người là giới tử thôi hết lòng theo ông vua. Khi vua đói, ông giới tử thôi còn cắt thịt ở đùi mình ra để nấu cho vua ăn. Ông vua biết chuyện rất cảm động. Sau này khi vua được trở lại ngôi, ông đã ban thưởng cho những người có công nhưng lại quên mất giới tử thôi. Ông ấy cũng không oán hận gì, chỉ nghĩ đó là việc nên làm. Và sau đó, ông đã đưa mẹ vào rừng ở ẩn. Sau này, vua nhớ ra cho mời ông về chiều, nhưng ông không về, nên vua cho đốt rừng để giới tử thôi ra. Nhưng ông cũng không ra, hai mẹ con đành chịu chết cháy. Vua thương xót nên lập miếu thờ giới tử thôi. Vậy là dân Việt ta cũng thờ ông giới tử thôi đấy, phải không mẹ? Tưởng là vậy mà không phải vậy đâu con. Đối với phong tục của người Việt, ngày Tết Hàn Thực là nói đến một ngày có tiết trời lạnh giữa mùa xuân ấm áp. Tết Hàn Thực của người Việt ta vẫn nấu nướng bình thường, không phải kiêng kỵ gì hết. Người Việt ta có tục làm bánh truyền thống là bánh trôi, bánh chay để thờ cúng tổ tiên đấy các con ạ. Bà mới về hả? Chào bà. Mấy mẹ con đang làm bánh trôi bánh chay cúng Tết Hàn Thực đấy à? Dạ, con làm cũng sắp xong rồi ạ. Mẹ vào nhà nghỉ ngơi cho đỡ mệt, rồi thắp hương giúp con ạ. Mẹ con mình cùng sắp bánh lên bàn thờ để cúng tổ tiên các con nhé. Vâng ạ. Ngày Tết Hàn Thực mùng 3 tháng 3 âm lịch hàng năm, mùa xuân năm 1394, theo truyền thống, vua quan nhà Trần tổ chức tuyên thệ ở hội thề Đồng Cổ. Trong dịp này, quan Đồng Bình Chương Sự Lê Quý Ly cũng có mặt cùng các bề tôi tuyên thệ sẽ trung thành với triều đình, với xã Tắc. Để bày tỏ lòng trung, sau đó ông còn thề với Thượng Hoàng Nghệ Tông sẽ một lòng phò tá cho vua Trần Thuận Tông. Bách quan văn võ dâng lên thần linh bát diệu và xin thề: người làm tôi phải hết lòng trung với vua, người làm quan phải giữ phẩm hạnh trong sạch. Nếu ai trái lời thề này, xin thần linh trừng phạt. Làm tôi tận trung, làm quan trong sạch, ai trái thề này, thần linh giết chết. Bệ hạ có nghe thấy không? Bách quan đang thề sẽ trung thành với bệ hạ, với Giang Sơn xã Tắc. Sau này họ sẽ cùng bệ hạ gánh vác Giang Sơn. Thượng Hoàng, có thật là như thế không ạ? Con đã lớn rồi, đều biết mọi người trong cung đang nói gì. Liệu Đồng Bình Chương Sự Lê Quý Ly sẽ giúp con gánh vác Giang Sơn hay không ạ? Con không thấy các quan đã thề trước mắt thần linh rồi sao? Nếu ai làm trái lời thề, chắc chắn sẽ có ngày người đó bị thần linh quở phạt thôi. Trung gian duy hữu xích trùy hầu, ân cần tiếm thượng bạch kê lông. Khẩu vương dĩ định hưng vong sự, bất tại tiền đầu tại hậu đầu. Thượng Hoàng, năm ngoái có động đất, nước to, lại có dịch sâu cắn lúa. Đến tận năm nay dân tình vẫn đang bị ảnh hưởng, triều đình cần có biện pháp giúp dân ngay. Năm ngoái, triều đình đã cho người xuống địa phương giúp dân chúng rồi, nhưng chưa hiệu quả. Vậy bệ hạ đã biết chuyện này chưa? Bẩm, bệ hạ còn nhỏ tuổi, chưa đảm đương được việc nước, nên những chuyện này thần đã chủ động đứng ra lo liệu rồi. Khanh đã có chủ định về việc nước, vậy còn mang đến hỏi ý trẫm làm gì? Tội thần đáng chết, thần không dám . Bình Chương là họ thân thích nhà vua, hết thảy công việc nhà nước đều ủy thác cho khanh cả. Nay thế nước suy yếu, mà chậm thì tuổi đã cao,
Sau khi trẫm qua đời, nếu bệ hạ có thể giúp được thì giúp. Nếu là người hèn kém ngu tối thì khanh tự nhận lấy ngôi vua này. Thượng hoàng nói những điều này phải chăng là quả trách thần có lòng khác? Nếu quả thật như vậy thì thần thật quá đau lòng. Thần xin thề với trời đất, nếu thần không biết dốc lòng chung, hết sức giúp bệ hạ để truyền đến con cháu về sau, thì trời sẽ ghét bỏ thần. Kìa, quan bình chướng. Bẩm thượng hoàng, hạ thần mang ơn dày của thượng hoàng. Ví như lúc vua trước làm điều thất đức, muốn trừ khử hạ thần, nếu không nhờ oai linh thượng hoàng thì thần đã ngậm cười dưới đất rồi. Còn đâu được tới ngày nay, thần dù nát thịt tan xương cũng chưa hề báo đáp lấy một trong muôn phần ơn đức đó của thượng hoàng. Dám đâu lại có lòng khác à? Năm 1395, sau khi thượng hoàng Trần Nghệ Tông băng hà, Lê Quý Ly nắm toàn bộ quyền lực triều Trần, ông lại kiêm cả việc giúp vua giữ chính quyền và dạy bảo nhà vua trị nước. Năm 1397, Lê Quý Ly cho đắp thành Đào Hào ở Thanh Hóa để chuẩn bị rời đô. Mặc cho nhiều đại thần can ngăn, ông vẫn bỏ ngoài tai những ý kiến đó. Tháng 12 năm 1394. Thượng hoàng ơi, người ra đi rồi thì con biết làm sao đây ạ? Xin bệ hạ chớ đau buồn, đã có thần ở đây giúp bệ hạ. Năm 1395. Nay trẫm phong quan Đồng Bình Chương Sự Quý Ly bổ dụng giữ chức Nhập Nội Phụ Chính Thái Sư, Bình Chương Quân Quốc Trọng Sự, Tuyên Trung Vệ Quốc Đại Vương kiêm Phụ Chính Cai Giáo Hoàng Đế. Khanh hãy giữ đúng các điển lệ của triều đình, đêm ngày kính cẩn để xứng đáng với nhiệm vụ được giao. Khâm thử. Thần đội ơn bệ hạ. Như vậy là ta đã nắm hết quyền bính trong tay, không ai dám trái. Theo kế hoạch thì chỉ còn việc rời đô đến An Tôn nữa thôi là ta có thể lên ngôi được rồi. Sao? Ông vẫn muốn rời kinh đô Thăng Long đến An Tôn hay sao? Thăng Long là nơi linh thiêng tụ khí đất trời, đây mới xứng là kinh đô của muôn đời. Ta đã cho người xem xét đo đạc, đắp thành, đào hào, lập nhà tôn miếu, dựng đàn xã tắc, mở đường phố để dọn đường rời đô. Hiện nay ở phương Bắc, vương triều mới vừa được lập, chưa biết chừng sẽ mang quân sang đánh. An Tôn là nơi hiểm trở, rất tốt để phòng bị. Chỉ cần xây thành trì kiên cố, không có gì là không thể chống được giặc ngoại bang. Bẩm đại nhân, có thư của khu mật chủ sự Nguyễn Như Thuyết ạ. Các người đúng là chỉ nhìn thấy cây mà không thấy rừng. Đất Thăng Long có núi Tản Viên, có sông Nhị Hà, cao sâu phẳng rộng. Từ trước, các đời đế vương mở cơ nghiệp dựng nước, không đời nào không lấy đất này làm nơi căn bản. Vì thế mà mặt Bắc chống giặc Nguyên thì quân Nguyên bị giết, mặt Nam đánh Chiêm Thành thì giặc Chiêm lụp đầu. Xin nghĩ lại điều đó, để làm thế vững vàng cho nước nhà. An Tôn đất đai chật hẹp, hẻo lánh, ở nơi đầu non cuối nước, hợp với loạn mà không hợp với trị. Cho nên dù dựa vào thế hiểm trở thì đời xưa đã có câu cốt ở đức chứ không cốt ở hiểm. Nói hay lắm. Nguyễn Như Thuyết nói như vậy cũng tự nhận mình là kẻ cần ở đức, không cần nơi hiểm trở đó à? Thiết nghĩ kẻ như vậy cũng vô dụng, sau này có thể truất đi, không dùng nữa. Còn việc rời đô thì vẫn phải làm. Mai ta sẽ thông báo chuyện này với bệ hạ. Coi mảnh đất An Tôn là nơi có thể dựng xây đế nghiệp lâu dài, Lê Quý Ly đã kiên quyết xây dựng thành trì. Năm 1397, thời vua Trần Thuật Tông, Lê Quý Ly lên kế hoạch cho xây dựng thêm một kinh đô An Tôn ở huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa để chuẩn bị cho việc rời đô. Có thể nói, thành Tây Đô là một trong những tòa thành kiên cố và kiến trúc độc đáo và bậc nhất trong lịch sử, khẳng định dấu ấn của triều Hồ trong lịch sử Việt Nam. Năm 1397, việc xây dựng kinh thành ở An Tôn nhất định phải hoàn thành trong vòng 3 tháng. Có vậy thì việc rời đô mới diễn ra đúng như kế hoạch của ta được. Đến lúc đó nhà vua không còn chức phận gì nữa, chỉ còn vài bước chân nữa là thiên hạ sẽ về tay ta. Có điều, có những kẻ vẫn ngày đêm ngấm ngầm chống đối ta. Ta phải đích thân đến An Tôn xem xét việc xây thành,
không thể để đám tiểu nhân phá hỏng đại sự được. Khấu kiến Lê đại nhân. Các vị chớ đa lễ. Công việc xây thành tiến hành tới đâu rồi? Đại nhân, ngài xem, vì tòa thành xây bằng đá phiến, bên trong phải đắp đất sỏi, nên cần đầm nện chắc chắn. Giai đoạn này cần được làm vô cùng cẩn thận. Tuy nhiên về cơ bản thì đã xong. Bẩm Lê đại nhân, sau khi nghiên cứu kỹ địa thế đất ở đây, tại hạ thấy cách về phía bắc có một dãy đồi. Chúng ta có thể lợi dụng điểm này để xây dựng tuyến phòng ngự. Ý hay lắm. Hãy đưa bản vẽ để ta nghiên cứu. Việc xây thành cần hoàn thành gấp rút. Các ông hãy toàn tâm toàn ý dốc sức mà làm. Xin Lê đại nhân hãy yên tâm, chúng tôi hiểu phận sự của mình. Bẩm bệ hạ, kinh thành mở bốn cửa theo bốn hướng, đông tây nam bắc. Mỗi cửa có một cổng vòm. Riêng cửa nam mà chúng ta đang đứng ở đây là cửa chính, có bốn cổng vòm. Tốt lắm. Mời bệ hạ đi tiếp vào trong ạ. Bệ hạ xem, đường đi lối ngang, lối dọc đều lát đá hoa cả. Điện Hoàng Nguyên là nơi bệ hạ ngự triều. Cung Nhân Thọ là chỗ ở của Thái Thượng Hoàng. Đông Cung là cung của Hoàng Thái Tử. Cung Phù Cực là chỗ ở của Hoàng Hậu. Đông Thái Miếu là nơi thờ tự họ nội. Tây Thái Miếu là nơi thờ tự họ ngoại. Cùng các cung điện khác, nhà kho, trại lính, còn cả đàn xã tắc, đàn nam giao, đàn thề. Ta sẽ biến An Tôn thành kinh thành kiên cố và hoàn chỉnh nhất. Sau đó, ban hành và thực thi một loạt chính sách cải cách về chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục để vực đất nước Đại Việt khỏi cơn khủng hoảng. Quý ly ta buộc phải ra tay giành lấy cơ nghiệp để cứu lấy dân tộc này. Nhất định ta phải làm được. Việc cho xây thành Tây Đô là một trong những hoạt động trọng tâm trong âm mưu xoán ngôi họ Trần của Lê Quý Ly. Năm 1397, Lê Quý Ly cho xây dựng thành An Tôn.